Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ học bài lan hài nhé. Đây là bộ khuôn của lan hài. Thì trong bộ khuôn này chúng ta có thể làm hài vệ nữ và cả hài râu luôn nhé. Chúng ta sẽ học được hai loại lan hài trong một bộ khuôn này. Và đây là gân cánh hoa, còn đây là gân lá lan hài mình làm lá đốm. Khi các bạn tham khảo những loại hoa lan hài á, thì nó cùng giống lan hài nhưng mà có rất là nhiều loại khác nhau. Thì có cái thì lá trơn, thẳng, dài, có cái thì lá hình đốm đốm. Cái vân đốm đốm nổi lên trên vân lá đó các bạn, nhìn nó sẽ đẹp. Nên hôm nay trong bài học Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái lá lan hài đốm nổi lên nha, nhìn nó đẹp hơn. Và mình sẽ thực hành hai loại lan hài và hai loại lá khác nhau luôn. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào bài học nha.